một xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với điện tử Tâm Hoa, địa chỉ trung tâm thị trấn Tăng Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Trở lại với một video clip buổi sáng ngày 31 tháng 10, hôm nay là ngày cuối tháng. Trung tâm xin giới thiệu phép một cặp loa BMW CSP 5000C cho bác Hà ở Thanh Hóa. Và đây là cặp loa trung tâm vừa khui cùng trong và cũng là cặp loa cuối cùng của trung tâm. Và đây là cặp loa cuối cùng của trung tâm vừa khui cùng để test cho bác Hà ở Thanh Hóa. Và thì hôm nay buổi sáng ngày 31 tháng 10 cuối tháng, trung tâm nhận được một cuộc điện thoại của bác Long ở Thái Bình. Bác ta điện là đặt trung tâm một cặp loa BMW CSP 5000C là giá 15 triệu đồng, nhưng trung tâm hết hàng. Bác Long thông cảm. Còn cặp cuối cùng này là trung tâm đã nhận của bác Hà ở Thanh Hóa rồi. Vâng, thì bác Long xin chờ đợi một lô sau trung tâm nhập về sẽ đẩy lên kênh và thông báo đến toàn thể quý vị và các bác trên mọi miền tổ quốc. Vâng, thì trung tâm cũng xin cảm ơn bác Long đã tin tưởng và đã đặt trung tâm, nhưng tại vì là không còn hàng, và không còn hàng đây là cặp cuối cùng BMW CSP 5000C cuối cùng trung tâm test cho bác Hà ở Thanh Hóa. Loa Nhật Trinh được sản xuất tại Trung Quốc, BMW sử dụng bát 30 từ 18 và một check kẹt. Giá của cặp loa này trung tâm vẫn giao bán là 15 triệu đồng các bác nhá, 15 triệu đồng cặp loa xịn chính hãng. Giá 15 triệu đồng cặp loa BMW CSP 5000C. Thì lô sau nếu mà về giá cao thì trung tâm báo cao, mà giá hạ thì trung tâm sẽ báo hạ cho các anh em. Thì hiện cặp cuối cùng này vẫn là giá 15 triệu đồng. Thì đây trung tâm có một cặp VBL của Mỹ lòi sử dụng bát 40 một chiếc kèn, hàng xịn VBL của Mỹ. Mã của sản phẩm là MR805. Và đây là cặp loa bãi Mỹ mã MR805 các bác nhé. MR805 giá là 18,6 triệu. Còn giá của cặp loa VBL 805 giá 18,6 triệu các bác nhé. Quý vị và các bạn có nhu cầu một cặp loa bãi Mỹ MR805 giá 18,6 triệu xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Phải nói là BMW CSP 5000C vừa khui thùng thơm phức các bạn. Mùi thơm của BMW. Và đây là cặp JBL bãi Mỹ MR805. Giá êm đềm cho các bác 18,6 và 18,6. Các bác có nhu cầu những cặp loa bãi xịn, những sản phẩm âm thanh karaoke với một cái giá tốt, xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Trung tâm giao hàng toàn quốc. Và trung tâm xin thông báo đến các bác, trung tâm chuẩn bị về loa JBL và những cặp xúc B3 đơn và kép bát 50 xúc hơi, và những cặp loa B3
Smart 40 đẹp long lanh. Khi nào về trung tâm sẽ đẩy lên kênh cho quý vị và các bác, và trung tâm cũng đưa ra giá luôn cho quý vị và các bác để các bác tham khảo với cái giá của những từng sản phẩm. Và đến đây trung tâm xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Và xin chào và xin hẹn gặp lại. Và gặp bà DL Bãi Mỹ. Bác nào có nhu cầu xin hãy alo ngay cho trung tâm nhé.